xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em lại quay lại với các bác một chiếc âm ly để cho các bác chơi. Đặc biệt là rất hay, đẹp. Ba yếu tố hay, rẻ, đẹp. Đó, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác ruột gan cũng như là nội thất của nó. Và trước hết thì các bác lần đầu tiên xem video của em thì nhớ nhấn nút đăng ký, bấm chuông theo dõi, cũng như là thấy video của bên em hữu ích thì nhớ nhấn nút like và chia sẻ để cho mọi người cùng biết, cùng có một cộng đồng chơi audio lành mạnh. Và bây giờ em xin giới thiệu con âm ly này của em để cho các bác chơi. Và em xin báo là con âm ly này của em số lượng là có 2 chiếc các bác nhé. Một chiếc em để kia các bác. Đó, 2 cái các bác nhé. Tình trạng cả 2 đều rất là đẹp, đẹp không tì vết các bác ạ. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem ruột của nó. Và trước khi xem thì em vẫn nói những thông số cơ bản để cho các bác tham khảo thôi các bác nhé. Và công suất của nó là 125W. Và con này nó sản xuất năm 1991 các bác, cực kỳ đẹp. Đây bạn, em sẽ cho các bác xem này. Và nó là dòng Made in Japan, nội địa Nhật Bản các bác nhé. Đây là mặt trước của nó đây ạ. Đây là cái bụi của nó bác nhé, em chưa lau. Đó. Bụi đây các bác. Bụi đây là bụi các bác nhé. Đây là nút nguồn. Đó. Đây là nút monitor của nó. Cái này các bác không dùng đến. Còn đây là cái chọn kênh. Đây các bác, chọn kênh nó hiện CD này, tuner, AUX này các bác. Chuyển đèn này các bác. Đó. Rất là đẹp và hiện đại. Dòng đời cao mà. Và đây là cái tắt cầu loa của nó này. Đó, bật lên này. Bát, chép. Đó, ba lăng đấy ạ, trái phải. Đây là sâu đất cái đánh chế độ không chỉnh âm sắc bỏ ra. Đặc biệt con này vẫn có lâu lớt các bác nhá. Lâu lớt có này các bác. Đó, rất là hay. Đây là volume ạ. Đó, volume ạ. Và tiếp theo là giới thiệu là cái chất nhạc của nó. Mềm mại uyển chuyển. Em dùng từ uyển chuyển các bác nhá. Mỗi con âm ly, nói chung là dòng âm ly nào thế, từ đắt tiền đến rẻ tiền, mỗi con nó có một cái hay của nó. Nó chúng ta nó hợp với cái hay của nó, hợp với chúng ta thì hợp với nhu cầu của từng người. Thì bác nào mà hợp với nhu cầu với những chiếc âm ly mềm mại uyển chuyển như vậy thì các bác hãy nhanh tay gọi điện cho em luôn và chốt những con âm ly này cực kỳ hay. Để cho các bác xem cái máy nó rất là khấu các bác ạ. Đây các bác nhìn cái tản nhiệt lớn không? Đó, rất là lớn. Đây con nguồn nó. Và đây là cái bộ đây là cái bộ ra điện của nó. Không, cái này không các bác không quan tâm. Đây là ra điện lai ra cái con âm ly khác đây các bác. Và đây con này một cầu loa các bác nhé. Đây là tín đầu đường vào đây. Mặt sau đẹp không tì vết các bác, đẹp cực luôn ạ. Và con này nó sử dụng một con IC STK các bác. Nó dòng IC STK lớn các bác nhé, to như bàn tay các bác, cực kỳ to. Và mạch nó đơn giản như vậy thôi. Chính vì cái đơn giản này thì nó lại hay đấy các bác. Đó, tình trạng máy móc đẹp, nguyên bóng sexy các bác ạ. Mua con này không khác gì mua mới các bác ơi. Rất là đẹp, rất là yên tâm để sử dụng lâu dài. Đó, cho bác xem lại. Và giá để cho các bác, giá rất là rẻ các bác. Bác nào mà em có hai con giống y như này các bác nhé, rất là phù hợp với giá tiền. Để cho các bác giá là 1.500.000 đồng thôi ạ. Cực kỳ đẹp, máy gấu các bác. Chất âm thì quá tuyệt vời ạ. Mặt rất lịch sự. Rồi em xin chào các bác. Rồi các mọi nhu cầu mua sắm hay là tư vấn cũng như là thắc mắc về các cách sử dụng thiết bị thì các bác hãy điện thoại cho em qua số điện thoại là 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào các bác ạ.